Vâng, các bạn đã vừa thấy tôi chơi game trên một chiếc điện thoại khá là to và dày như thế này. Không biết là cấu hình con này ra sao mà lại được thiết kế hầm hố đến như thế. Liệu có được trang bị tới Snapdragon 855 hay là Exynos 9810 hay không? Đùa vậy thôi. Thực ra đây là chiếc tay điều khiển mà DJI mới ra mắt gần đây, DJI Smart Controller. Hôm nay thì mới có thời gian đi mượn con này về để review cho anh em xem. Và đi mượn con này có phải dễ dàng gì đâu. Kênh thì bé có vài trăm sub, giá mà vài trăm nghìn sub thì có phải búng tay một cái là có luôn không? Đây kênh có vài trăm sub, đi ngồi chầu trực từ sáng đến chiều mới mượn được con tay điều khiển này về để vào vạch cho anh em xem. Đấy, thế nên là anh em chịu khó sub kênh với cả xem video cho chúng tôi đi, để còn nhiều sub một tí đi mượn đồ cho dễ. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem con này có những điểm đáng khen và đáng chê nào nhá. Điểm đáng khen đầu tiên mà tôi muốn nói đến đó là chiếc tay điều khiển này đã được tích hợp luôn con màn hình 5,5 inch khá là to ở đây. Và anh em sẽ không còn phải mang điện thoại của mình ra để làm màn hình khi bay nữa. Đặc biệt là con màn hình này mang đến độ phân giải Full HD và màu sắc theo cá nhân tôi đánh giá là ở mức khá tốt. Tuy nhiên thì màn hình này khá là dễ sức răm. Tôi vừa mới mày mò có một tí mà đã xuất hiện sức răm rất là nhiều rồi. Nên là phải mang ngay ra quán điện thoại dán luôn, mất toi 100k. À mà còn một điểm nữa trên con màn hình này đó là nó được bao gồm cảm biến ánh sáng ở phía trên này. Đây, nó nằm ngay đây. Cái cảm biến này giống như trên chiếc điện thoại của chúng ta vậy. Nó sẽ tự động cân bằng ánh sáng màn hình so với ánh sáng của môi trường xung quanh, sao cho tối ưu nhất với mắt của chúng ta để có thể quan sát được rõ nhất. Nhìn chung thì thiết kế của con tay điều khiển này khá là to. Cũng phải thôi, màn hình 5,5 inch là to ngang với cả màn hình con iPhone 7 Plus của tôi rồi. Ở đây thì tôi đã có sẵn một chiếc tay điều khiển của Mavic 2 Pro cũ để các bạn dễ dàng có thể so sánh. Tuy con tay điều khiển cũ này chưa được gắn điện thoại lên nhưng mà chúng ta dễ dàng nhận thấy là nó to hơn khá là nhiều. Đây. Đó, còn dày hơn nữa. Thêm cụm joystick với cả các phím điều khiển được chuyển hết về mặt trước. Còn chưa kể đến tản nhiệt rồi pin rồi... À đấy, nói đến pin, DJI Smart Controller được trang bị pin lên đến 5000 mAh, khá là cao. Bạn có thể hoạt động liên tục với độ sáng cao nhất trong khoảng xấp xỉ 2 tiếng rưỡi hoặc hơn, đủ để bạn bay hết 3 quả pin Mavic 2 của mình mà vẫn còn dư đến gần 50% pin để bạn có thể chơi game hay là lướt Facebook hay là xem YouTube nữa. Cụm joystick thì vẫn có thể tháo rời ra và giấu đi. DJI luôn tìm cho mình những chỗ giấu joystick vô cùng an toàn và đáng yêu như thế này. Đây, nó nằm ở đây. Nó được nhét vào trục quay của cụm anten, rất là thông minh. Đây, chúng ta bắt vào. Ngoài ra thì hãng có trang bị cho chúng ta thêm hai cái nút nhỏ ở hai bên như thế này. Đó, một bên là nút return và một bên là nút confirm, giúp chúng ta dễ dàng hơn rất nhiều trong việc điều khiển màn hình cảm ứng này. Phía trên này thì ngoài những cái phím quen thuộc như là quay chụp, chỉnh hướng camera thì chúng ta sẽ có thêm một cái khay ở đây. Đầu tiên sẽ là cổng USB này, tiếp theo là cái cắm thẻ nhớ và khay tản nhiệt. Có một thứ mà tôi chưa nhắc đến và cũng là thứ vô cùng quý giá trên cái tay điều khiển này, đó chính là cổng HDMI. Tại sao nó lại quý giá? Vì với tay điều khiển này, bạn có thể livestream ở độ phân giải Full HD 1080p và phát lại video ở 4K 60fps thay vì bạn chỉ có thể livestream 720p như trước đây. Chúng tôi sẽ có một clip test về tính năng livestream này của con điều khiển này sau. Còn bây giờ hãy đi đến những tính năng tiếp theo nào. Nào, hãy cùng đi đến mặt lưng. Chúng ta vẫn sẽ có hai cái nút cài đặt nhanh ở đây, giống như trên những cái đời Mavic Pro hay là Mavic 2 Pro. Bên dưới này là những thông tin cơ bản về tay điều khiển được in ở bên dưới này. Và bên dưới này là loa. Sau đây thì tôi sẽ thử bật cái tay điều khiển này lên và test cái công suất loa cho chúng ta biết là cái loa này sẽ to đến mức nào nhá. Rất là to luôn. Đó, vừa xong là loa. Bên mặt đáy chúng ta sẽ có một cổng USB Type-C ở đây. Hai bên là hai cái giải mic và có thêm hai cái chân ốc ở đây. Tôi không biết là để làm cái gì. Chắc là để gắn thêm một phụ kiện nào đó phục vụ cho cái việc quay phim hoặc là livestream, hoặc đơn giản chỉ là để gắn dây đeo cổ. Vừa nãy thì tôi có thử chơi một vài game nhẹ trên chiếc tay điều khiển này. Mọi thứ phản hồi rất là mượt, tốc độ wifi khá là nhanh. Và giá như mà hai cái joystick này dùng được cho chơi game nữa thì cũng là best luôn. Khen lãi rồi, giờ đến chê. Sau đây sẽ là những điểm mà tôi chưa hài lòng về chiếc tay điều khiển này.
Đầu tiên thì tôi muốn đề cập đến đó là chiếc tay điều khiển này vô cùng là ấm áp. Vâng, nhưng mà là vào mùa đông thì đây sẽ là một điểm cộng. Nhưng mà với thời tiết như hiện nay thì chúng ta biết rồi đấy. Điểm mà tôi không hài lòng tiếp theo đó là không được kèm theo dây đeo cổ. Con máy này thì khá là nặng và kèm theo đó là khả năng sưởi ấm vào mùa hè nữa, thì nó thực sự khiến cho chúng ta có cái cảm giác sử dụng không hề thoải mái, đặc biệt là với những người mà hay ra mồ hôi tay như tôi, chỉ cần một lúc thôi mà đã ướt nhẹp rồi. Và điểm cuối cùng mà tôi không hài lòng về con tay này đó là hiện tại thì nó chỉ linh được với những cái thiết bị mà có OcuSign 2.0. Hiện nay thì chỉ có bộ đôi Mavic 2 và Mavic Enterprise được trang bị hệ thống này, khá là đáng tiếc cho team Mavic Pro và Phantom 4. Nhưng đó chỉ là những cái điểm rất nhỏ và có thể hãng sẽ cập nhật trong thời gian tới. Còn cái việc điều khiển hay là link với cả máy bay thì vô cùng là đơn giản. Chúng tôi sẽ có một clip riêng để bay và test tính năng livestream trên con tay điều khiển này. Ngoài ra thì DJI Smart Controller được trang bị thêm hai tính năng rất mới, đó là GoShare và SkyTalk. GoShare cho phép các bạn chia sẻ trực tiếp hình ảnh hoặc video sang smartphone của mình thông qua DJI Go 4. Còn SkyTalk giúp bạn có thể livestream trên các trang mạng xã hội như là Facebook hay Instagram. Ngoài ra thì nó còn cho phép bạn tạo video và chia sẻ ngay lập tức. Tức là đáng đồng tiền bắt gặp. Đấy, thế thôi. À, còn một cái nữa là con tay điều khiển này được tích hợp thêm tính năng rung. Bật lên rung, tắt đi rung, cảm biến cảnh báo cũng rung. Rung mọi lúc mọi nơi luôn. Đủ mọi yếu tố để cấu thành lên một con tay chơi game. Anh em nào chơi game thì sẽ biết. Tay điều khiển đéo này mà như tay chơi game. Đấy, thế thôi. Bài review của tôi đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video hay và hấp dẫn, đừng quên like, share và subscribe để chúng mình đi mượn đồ được dễ hơn nhá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.